Yêu ma tiệt giáo có bí mật không thể cho người khác biết. Để ta phái Na Tra đi điều tra. Chết dí ở núi Càn Nguyên, ngán thất bực. Cuối cùng ta cũng có thể hoạt động gân cốt rồi. Dù tiệt giáo giỏi thao túng yêu thú, nhưng chuyện này vẫn vô cùng kỳ lạ. Ta phát hiện một đám lâu la hành vi mờ ám, bắt chúng có lẽ sẽ hỏi được chút manh mối. Ta từng nghe sư phụ kể rằng đá vá trời được luyện trong lửa mặt trời suốt 9 ngày 9 đêm. Không thể để linh thạch thượng cổ rơi vào tay chúng. Hôm nay bản đạo sẽ chơi cùng các ngươi. Người đâu? Sống lên!